Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng và tập huấn nghiệp vụ kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 đã được Thanh tra tỉnh phối hợp với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức sáng mùng 8 tháng 8. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Tại hội nghị, Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ giới thiệu một số điểm mới và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59, Nghị định số 130 của Chính phủ, quy định một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng, về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, điểm mới của luật phòng chống tham nhũng, đồng thời phổ biến và hướng dẫn chi tiết về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, theo dõi biến động tài sản thu nhập, xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản thu nhập cùng một số nội dung liên quan. Những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện cũng đã được các báo cáo viên giải đáp làm rõ. Chương trình tập huấn giúp các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai. Qua đó, minh bạch tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.